sống bình yên thì chồng đột ngột đề nghị ly hôn. Ngày rời tòa, tôi quỵ ngã khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Trái tim tôi đau đớn khi rời khỏi tòa án và thấy cảnh tượng không nên thấy. Khi ly hôn, mọi thứ thật đáng sợ. Chào Hướng Dương. Tôi mới ly hôn và đang trong trạng thái tâm lý bất ổn chị ạ. Vợ chồng tôi chung sống được 8 năm, có với nhau 2 con, một trai một gái. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc, êm ấm sẽ kéo dài mãi mãi thì một hôm, chồng tôi đột ngột đòi ly hôn. Tôi không tin nổi, cố hỏi lý do thì anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh nói cô ta đã có bầu, anh không thể không có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta. Vậy còn con tôi thì sao? Anh nói tụi nhỏ đã lớn, anh sẽ chu cấp đầy đủ. Đau đớn nhưng vì lòng tự trọng, tôi quyết định nộp đơn ly hôn. 2 tháng nay, chưa đêm nào tôi ngưng khóc vì quặn thắt và xót xa. Hôm qua, chúng tôi rời tòa án, chính thức thành người xa lạ. Nhưng khi thấy cảnh người đàn bà kia mặc váy bầu đứng đợi trước cổng tòa án, rồi chồng mình ôm lấy cô ta rời đi, tôi như muốn quỵ ngã. Đau đớn, xót xa và phẫn uất. Hướng Dương ơi, những ngày tháng tiếp theo, tôi phải làm sao để vượt qua những đau đớn và ổn định cuộc sống này đây? Tôi phải làm sao để có thể chăm sóc 2 con thật tốt đây? Chào bạn, ly hôn là điều không ai mong muốn. Nhưng trong một số trường hợp, đây lại là điều bất khả kháng và chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó. Hướng Dương hiểu được sự đau đớn, phẫn hận cũng như tuyệt vọng, chồng chênh của bạn hiện tại. Nhưng bây giờ, bạn không chỉ sống một mình, bạn còn phải là chỗ dựa, là mái nhà của 2 con. Bạn không nên để bản thân gục ngã và cũng đừng cho phép bản thân lâm vào tuyệt vọng. Một khi cánh cửa này khép lại, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác hé mở. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất với bạn. Bạn hãy cho bản thân một khoảng thời gian nhất định để vực dậy tinh thần. Đau khổ, khóc lóc nhưng sáng mai, bạn vẫn phải rạng rỡ, phải thật xinh đẹp để ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Chẳng có sự trả thù nào hữu hiệu bằng việc sống thật tốt và hạnh phúc. Bạn là chỗ dựa cho 2 con, hãy dùng tình yêu thương và trách nhiệm để chăm sóc, bù đắp những thiệt thòi cho 2 bé. Về kinh tế, bạn nên yêu cầu chồng trợ cấp đầy đủ để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho con. Bạn hãy giữ vững niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Bởi chồng bạn đã không còn xứng đáng với bạn nữa. Bạn xứng đáng có một cuộc sống an yên và hạnh phúc, thoải mái, thanh thản hơn. Cuộc sống do chính mình quyết định, mong bạn mạnh mẽ và bình tĩnh, tự tin, ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Thân gửi Hướng Dương.